Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện do đồng chí Trần Nguyên Thọ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn, vừa đi kiểm tra thực địa các công trình đang thi công trên địa bàn huyện trước mùa mưa bão. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo các phòng ban ngành liên quan. Đoàn đã đi kiểm tra thực địa canh cầu đồng đoạn qua xã Đức Bồng và dự án thủy điện Vũ Quang đoạn qua tổ dân phố 5 thị trấn Vũ Quang qua đi kiểm tra thực tế tại các công trình đang thi công, nghe báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch trong thời gian tiếp theo và phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2024 của các công ty, nhà thầu và các thành viên trong đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Nguyên Thọ nhấn mạnh, đây là các dự án lớn có vai trò ý nghĩa quan trọng, được tỉnh, huyện xác định là một trong những dự án trọng điểm trong năm 2024. Nhìn chung qua thời gian triển khai thi công đến nay đã đạt được khối lượng nhất định cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ban quản lý dự án, các công ty nhà thầu trong khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện đảm bảo các hạng mục của dự án, nhất là đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống ứng phó trong mùa mưa bão sắp tới để hoàn thành dự án công trình theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn trong mùa mưa bão. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Nguyên Thọ yêu cầu ban quản lý dự án và các nhà thầu tổ chức triển khai dự án đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đáp ứng tốt mục tiêu yêu cầu đầu tư, thi công an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đồng chí lưu ý phải có quyết tâm cao hơn nữa, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ tổ chức thi công, công trình phải thực sự khoa học, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, quy định về khoáng sản hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng theo đúng hợp đồng đã ký kết đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhất là công ty nhà thầu cần ra soát xây dựng phương án thi công an toàn cũng như có giải pháp căn cơ cụ thể hơn nữa để ứng phó với các tình huống thiên tai mưa bão có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người tài sản công trình trên địa bàn